hành động tiêu cực, cần phải tiến thêm một bước tích cực phóng sanh. Đời Đường nước ta, Hoàng đế Càn Nguyên là một vị quân nhân quân từ bi, ngài cũng đề xướng giới sát phóng sanh, nhưng những con cá được phóng sanh phải thả chúng đến chỗ nào? Thế nên mới nghĩ ra một cách hay, truyền thánh chỉ ra lệnh địa phương xây ao phóng sanh. Toàn quốc các địa phương hợp lại, tổng cộng xây được ao phóng sanh tại 81 nơi. Mỗi cái ao phóng sanh đều có khắc bia văn, dựng nên bia văn này đều là những học giả nổi tiếng và đều do những tay thư pháp nổi tiếng nhất như là Nhàn Chân Khanh v.v. Những danh nhân này hiện nay những tấm thiếp chữ của họ vẫn còn lưu truyền ở thế gian. Lại cứ ra một vị thời đại nhà Tống, Hoàng đế Chân Tông giữa năm Thiên Hy, cũng là một vị nhân quân, vì sau khi cuộc chiến loạn của Vương An Thạch thì ngài ra thánh chỉ hạ lệnh thiên hạ mỗi một huyện xây một cái ao phóng sanh. Tỷ như hiện nay tại Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang là ao phóng sanh lớn nhất mà nhà nước xây vào lúc đó. Nhưng tiếc thay hiện nay đã trở thành ao sát sanh để nuôi cá và câu cá. Từ trên lịch sử mà xem, hai triều đại Đường Tống có thể nói là thời đại phóng sanh hưng thịnh nhất của Trung Quốc. Món nợ sát sanh mà cá nhân mang lấy. Nói đến đây có người sẽ nói, còn may tôi sớm đã không sát sanh, trên nhân quả mà nói thì tôi đâu có chịu báo ứng của việc sát sanh. Này bạn, xin bạn khoan mừng đã. Anh nói anh không thọ sát báo, nên biết rằng sát nghiệp của mỗi người là trùng trùng. Thật tại mà nói thì tính đếm không hết được. Anh nói anh không sát sanh, nay tôi xin giúp anh tính thử xem. Sau khi anh vừa chào đời, mẹ anh sợ sữa mẹ không đủ cho anh bú, thì giết vài con gà để bổ dưỡng. Bữa tiệc đầy tháng của anh, đãi khách cũng sát sanh. Đến lớn thành nhân, khi đính hôn cũng phải sát sanh. Ngày kết hôn lại giết hại càng nhiều. Trước kia đi học, mời thầy cũng phải sát sanh. Sau đó ra ngoài xã hội để đi làm việc cũng phải sát sanh. Để mời khách, khi đến 40-50 tuổi, lúc mừng thọ phải sát sanh. Một năm bốn mùa ăn Tết, mừng lễ như là tháng 3 lễ Thanh Minh, tháng 5 lễ Đoan Ngọ, tháng 7 lễ Trung Nguyên, tháng 9 lễ Trùng Dương. Đây đều phải sát sanh để cúng tế. Hoặc thình lình có khách đến nhà cũng phải sát sanh để đãi khách. Rồi lúc đau bệnh không ăn được thì phải sát sanh để đổi khẩu vị. Bệnh lành rồi cũng phải dùng vịt nấu với đơn quy để bổ dưỡng. Hết bệnh rồi còn phải tạ lễ bác sĩ cũng phải sát sanh. Nhưng đời người có sanh thì nhất định có tử. Ngày làm tang lễ cáo biệt mọi người thì lại càng là đại sát sanh. Xin quý vị thử nghĩ xem có đúng không. Phía trên mười mấy điều đó, tuy nhiên người chính họ không sát sanh cũng là sát sanh nhiều. Những người mỗi ngày không có thịt để ăn thì không vui, thì càng là ngày ngày sát sanh. Những hạng người này thì càng nói không hết được. Chúng ta hiện nay làm người sát sanh tạo nghiệp, đời trước làm người cũng sát sanh tạo nghiệp như vậy. Cho đến nhiều kiếp đến nay đã tạo sát nghiệp thì là trùng trùng vô tận. Giết một sinh mạng thì đã kết một oan hồn. Bất cứ giờ phút nào cũng đang ở bên cạnh anh chờ cơ hội để đòi mạng. Chẳng những quan nghiệp bên ngoài đang đòi mà sát nghiệp của chính mình trồng trong bát thức điền bất cứ lúc nào cũng có thể nảy mầm khởi dậy, cũng tức là hạng giống tạo tội. Thời thời khắc khắc đều phải lôi dẫn anh đi thọ báo ứng. Quý vị phải biết, nếu là có một bầu hòa khí thì dẫn đến kiết tường, nếu là bảo tàng hung ác thì dẫn tới tai ương. Giả sử ngày ngày đều giết, giết đi giết lại là hòa khí hay là hung bảo? Những quan hồn bị giết đó ngày ngày phải đòi mạng là kiết tường hay là tai ương? Xin quý vị tự suy nghĩ lấy. Nghe ông nói như vậy tôi rất lo sợ, vì phải làm sao đây? Này bạn, xin bạn đừng vội.
Hiện nay hỏa hoạn vẫn chưa đến, tai ương vẫn chưa khởi dậy. Chỉ cần bắt đầu từ hôm nay đừng sát sanh nữa, giống như đống lửa li ti, lấy nước tưới lên thì tức thời dập tắt, không thể cháy lan. Vậy còn oan hồn đến đòi nợ thì phải làm sao? Anh phải tin Phật Pháp vô biên, tự có sức mạnh bất khả tư nghị siêu độ cho họ. Bởi vì cứu độ họ khiến cho họ đầu thai vào nhân đạo hoặc thiên đạo thì sẽ không đến gây rắc rối nữa. Tôi nói như vậy nhất định có người sẽ nói: ông nói giới sát thì có thể bít chặt nguồn loạn. Thì tôi có thể tin. Tuy nhiên, nhà Phật các ông nói kinh Phật có thể siêu độ người chết, điều này tôi không tin. Quý vị nếu không tin thì tôi xin nêu ra hai sự thật để làm chứng minh. Lương sám độ xà. Liên Trì Đại Sư là vị tổ sư Tịnh Độ Tông. Ngài trong quyển Trúc Sông Tùy Bút, chính tay Ngài ghi lại công án này. Có một tiểu thơ họ Tào gả cho thanh niên họ Văn làm vợ. Nhà họ Văn có nuôi rất nhiều chim bồ câu. Có một hôm, chẳng biết từ đâu đến một con rắn lớn muốn ăn chim bồ câu này. Lúc đó, vị tên tỳ nữ của Tào tiểu thơ nhìn thấy, tên tỳ nữ liền lấy cục đá lớn đập chết con rắn lớn đó. Do đó rắn lớn này sau khi chết thì oan hồn chẳng tan. Qua hai hôm sau, oan hồn của rắn nhập vào tên tỳ nữ nói rằng: trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Nó nói năng bậy bạ, như khùng như điên. Tào tiểu thơ nhìn thấy rất đổi kinh sợ. Những người đàn ông trong nhà đều ra ngoài hết cả. Tào tiểu thơ bèn chạy về nhà mình, mời cha mình đến nhà họ Văn. Người cha lớn tiếng chửi tên tỳ nữ rằng: người ở đây làm loạn gì vậy? Tôi chẳng phải liều làm loạn. Tôi muốn tên tỳ nữ trả mạng lại cho tôi, vì hôm trước tôi muốn ăn bồ câu, hắn không để cho tôi ăn, còn đập chết tôi. Cho nên tôi phải đòi mạng của hắn. Ngươi là rắn, muốn ăn chim bồ câu, ngươi là một mạng, bồ câu cũng là một mạng. Cứu mạng nó làm tổn thương mạng của ngươi. Một mạng đền một mạng, đây là điều nên làm. Ngươi là súc sanh, hắn cũng là súc sanh. Ngươi đòi nó là được rồi. Ngươi hà tất phải muốn người trả mạng lại cho ngươi, điều này không nên. Tôi chẳng phải là rắn, tôi là vị võ tướng Kinh Châu của Lương Võ Đế sau triều nhà Tấn. Vì đánh nhau với Hầu Cảnh chết tại Sa Trường. Sao ông lại nói tôi là rắn? Hầu Cảnh là việc của lục triều về trước. Bây giờ đã là triều nhà Minh rồi. Ngươi đã biến thành rắn mà chẳng hay chẳng biết, vẫn còn tạo tội tạo nghiệp. Thật hết sức là đáng thương. Đã mất